Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2020. Thì sáng nay mình ship cái đơn hàng 10 cây bông trang lá trung. 10 cây vàng lá trung giao cho chú Thắng ở Bạc Liêu. Chú ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Thì bây giờ mình đang đóng thùng vô 10 cây giao cho chú. Còn 8 cây nữa. Mười cây, đây là cây thứ 10. Cái đầu quay phía bên kia.